Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt do Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân quý vị và gia đình của mình. Ngoài ra thì cũng đừng quên truy cập vào trang fanpage của chúng tôi có địa chỉ là VTV2 Chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cái răng cái tóc là góc con người, đây là điều mà ai trong chúng ta cũng biết. Tuy nhiên do thời gian và một số yếu tố điều kiện khách quan thì hàm răng của chúng ta sẽ trở nên yếu đi và gặp phải những tình trạng như là ố vàng. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà đó còn là tính thẩm mỹ nữa. Tuy nhiên rất may mắn là hiện nay thì chúng ta cũng có rất nhiều giải pháp có thể khắc phục được tình trạng trên, và một trong số đó phải kể đến đó chính là công nghệ răng sứ thông minh hay còn gọi là Smart Veneer. Đây là một công nghệ tiên phong dẫn đầu xu hướng trong nha khoa hiện nay. Và để bắt đầu cũng như tìm hiểu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm tình huống với sự góp mặt của một nữ nghệ sĩ khách mời. Xin mời. Hóa ra là chị trốn ở trong này nhá. Thảo nào em tìm mãi mà không thấy đâu. Thế hôm nay chị hẹn chồng đi đâu mà trang điểm kỹ thế? Hẹn hò gì đâu, đang giận dỗi nhau đây. Sao mà lại giận dỗi? Vợ chồng chị chẳng ngoài 40 rồi mà cứ suốt ngày giận dỗi thế. Thì cứ chuyện nọ chuyện kia ấy mà. Chắc là chị lại ghen tuông vô cớ cái gì đúng không? Này, em nhìn lại chị của em đi nhé. Mình nhìn chị xinh đẹp mỹ miều này, việc gì phải ghen như thế nào? Thôi thôi, ớt nào mà ớt chẳng cay. Phụ nữ mình ấy là phải chăm sóc vẻ đẹp chứ không chủ quan được đâu chị ạ. Thôi, không đùa với em đâu. Chị đang sốt hết cả ruột đây. Thế làm sao? Thế có chuyện gì kể em nghe thế nào? Cái gì đấy? Sao tự dưng lại kêu nẫu hết cả ruột mà lại nhe răng ra cười thế? Chị thấy lâu lắm rồi có dám cười đâu. Nhe ra để em nhìn thấy cái bộ răng ố vàng của chị. Ừ nhở? Em thấy răng ố như này là bị xỉn da đấy chị ạ. Ừ, xấu đi nhiều. Mà bây giờ ấy, em thấy có cái công nghệ dán sứ ấy. Các chị em dùng cái kiểu mà lại còn trẻ ra cả chục tuổi ấy. Làm đẹp ai chả thích. Thế nhưng mà nghĩ đến cái cảnh mà cứ phải mài răng đi ấy, thì đau lắm, cũng hơi sợ. Thôi chị sợ lắm, có lẽ là chắc cũng héo mòn được cái bộ răng ố vàng này mất thôi. Tự dưng chị định nhụt chí đấy. Vừa nãy chị còn bảo em là phụ nữ là phải làm đẹp cơ mà. Với lại ấy, bây giờ cái công nghệ dán sứ ấy nhẹ nhàng không tiêm tê đâu. Mà lo gì đau đâu hả chị? Thật hả? Nhớ là phải không đau đi nhá. Này em xem cái chỗ nào làm không đau ấy, mách chị với. Nếu như mà em mách chị ấy, mà chị đẹp hơn mà được chồng yêu ấy, là phải có quà cho em nhá. Chị mà trẻ ra vài tuổi ấy, em thích quà gì chị ok luôn. Thôi được rồi, cái vụ quà cáp được tính sau. Bây giờ em chỉ cho chị một cái phương pháp này hiệu quả, an toàn. Nhớ là không được đau đâu nhá. Chắc chắn là không đau rồi. Đó là phương pháp dán sứ bằng công nghệ Smart Veneer, nghĩa là dán sứ thông minh ý chị. Em có chắc là không đau không? Chứ chị sợ cái khoản mà đau lắm. Không đau, bây giờ dán sứ bằng cái phương pháp đấy còn không cần tiêm tê cơ mà. Thì lấy đâu ra đau hả chị? Thích nhỉ. Chiều nay nhá, hãy đưa chị đi đến cái nha khoa đấy luôn nhá. Làm gì mà chị phải gấp gáp thế? Làm đẹp thì phải làm luôn chứ. Chứ không có thể chị không dám cười với ai. Mà kể cả với chồng này, mặt cứ đăm đăm ra, mặc dù là rất muốn cười nhưng mà mỗi lần cười lên sợ ông trông xấu một tình. Nhá, chiều đi làm luôn. Thôi được rồi, lát nữa ta làm, em dẫn chị đi luôn, được chưa? Sau okay lần này nhá, mà chị trẻ ra vài tuổi, Huệ thích gì, chị ok cái đấy. Nhớ nhá. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ ở phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, một nụ cười đẹp luôn luôn là một cái yếu tố để khiến cho chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống. Và để giúp cho quý vị có những cái giải pháp tốt nhất để thực hiện được điều đó, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia y tế của tuần này. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Ngô Xuân Hưng, giám đốc chuyên môn hệ thống nha khoa Delea. Xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Tốt nghiệp Đại học Y chuyên ngành răng hàm mặt, bác sĩ Ngô Xuân Hưng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nha khoa. Bác sĩ Ngô Xuân Hưng luôn cập nhật và áp dụng các công nghệ tiên tiến để mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình chỉnh nha. Ngoài chuyên gia y tế, chúng tôi cũng đã mời đến trường quay và diễn viên này thì cũng đã xuất hiện trong phần đầu tiên của chương trình thông qua một tiểu phẩm tình huống. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Trúc Quỳnh. Trúc Quỳnh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Trúc Quỳnh không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu mến phim truyền hình Việt Nam. Chị xuất hiện trong rất nhiều bộ phim đình đám của màn ảnh nhỏ, có thể kể đến như Khi đàn chim trở về, Sống chung với mẹ chồng, Những nhân viên gương mẫu, Về nhà đi con, Sinh tử, vân vân.
Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Nghệ sĩ Trúc Quỳnh cũng đã một thời gian rồi chị xuất hiện trở lại trong một chương trình liên quan tới sức khỏe. Trong một cái công việc nghề nghiệp mà cái ngoại hình chiếm một cái yếu tố tỷ lệ khá là quan trọng, chị đánh giá như thế nào về các cái yếu tố khiến cho ngoại hình của chúng ta sáng hơn cũng như là tự tin hơn trong công việc? Như các cụ ta vẫn có câu là cái răng cái tóc là gốc con người, thì trước tiên là cái nụ cười của mình đó, rồi là cái việc mà mình tiếp xúc với mọi người này, thì là khi mà có những hàm răng đẹp thì nụ cười của chúng ta tươi đẹp hơn. Tôi là trước kia là răng cũng trắng lắm, nhưng mà sau khi sinh xong một lúc nào đấy tôi đương nhiên tôi soi gương tôi thấy chết rồi, ố vàng từ bao giờ đấy, thế là cái nụ cười của tôi nó bớt tự tin đi nhiều. Chắc chắn rồi, một cái hàm răng đều đẹp thì sẽ tạo một cái lợi thế rất là lớn cho công việc, đặc biệt là một công việc liên quan tới diễn xuất như nghệ sĩ Trúc Quỳnh của chúng ta. Vậy thì ý kiến của bác sĩ Ngô Xuân Hưng thì sao? Khi mà bác sĩ đã trải nghiệm cũng như là đã tư vấn cho rất nhiều người liên quan đến những cái giải pháp để chúng ta có một hàm răng tốt hơn ạ? Khách hàng của chúng tôi thì cũng có rất nhiều người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, có diễn viên, có ca sĩ. Thì đối với những cái đối tượng khách hàng mà chúng tôi vẫn nói vui ấy, là luôn luôn phải song hành với lighting và make up, thì cái phần răng đó, cái phần răng và lựa chọn cái răng như thế nào để phù hợp với những cái vai diễn hoặc với sân khấu của mình là điều rất quan trọng. Thế thì về nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ hay là kể cả bây giờ là nam giới cũng rất nhiều, rất đa dạng. Mỗi người có một cái xu hướng thẩm mỹ khác nhau. Nhưng mà tự chung thì một cái hàm răng đều đẹp, được sắp xếp một cách hoàn chỉnh, cân xứng, và khi mà lên màu nó phù hợp với màu da và màu môi, nó sẽ làm hút ánh nhìn và nó sẽ làm cái gây được một cái sự thiện cảm rất là tốt đối với người mà đang giao tiếp với mình hoặc là đặc biệt những người của công chúng. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ, khi mà một bệnh nhân đi, một khách hàng đến với các bác sĩ nha khoa để nhận được sự tư vấn, thì tôi thấy là họ gặp rất là nhiều băn khoăn khi mà họ không biết lựa chọn những cái giải pháp như thế nào để phù hợp nhất với cái nhu cầu của họ, từ làn da, màu da, màu sắc của răng cho đến những công nghệ mới. Bác sĩ có hay gặp phải những cái băn khoăn thắc mắc như vậy hay không ạ? Về giải pháp thì đôi khi có những người biết và có những người không biết. Ví dụ như là hôm nay mà chúng ta nói chuyện về cái giải pháp niêm xứ dán, thì trước đây về mặt truyền thống ấy, người ta vẫn hay làm chụp chị ạ, hay làm chụp xứ để giải quyết cái vấn đề thẩm mỹ. Thế nhưng mà hiện nay với cái sự phát triển công nghệ làm xứ với những cái cấu trúc tinh thể rất là tinh vi và với những chất dán, chất gắn nó thực sự rất là chắc và nó có độ kết dính thậm chí còn hơn cả cái men thật gắn vào ngà thật của mình. Thế nên do vậy cái việc cái giải pháp mà đưa một miếng sứ lên trên răng là nó hiện thực, nó rất hiện thực và nó làm cho người ta có nhiều lợi ích hơn là cái phương pháp mài chụp sứ truyền thống. Hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái phương pháp hiện đại để giúp cho bệnh nhân có thể xử lý được tốt những cái vấn đề của mình trong nha khoa, đặc biệt là liên quan đến công nghệ là dán răng sứ. Và chắc chắn rồi, trong những phút sắp tới thì Bảo Phong cũng như là chị Trúc Quỳnh rất mong được nghe thêm những cái thông tin từ phía bác sĩ Ngô Xuân Hưng. Và tiếp tục theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi để cùng tìm hiểu một số những thông tin băn khoăn thắc mắc mà các bệnh nhân thường hay gặp phải khi tìm đến bác sĩ nha khoa. Bệnh về răng miệng là một trong những vấn đề ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người, nhưng lại ít được chú trọng như những bệnh lý nguy hiểm khác. Chỉ riêng tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc các bệnh về răng miệng là rất cao. Vấn đề này xuất phát từ thói quen sinh hoạt, ăn uống cũng như tâm lý xem nhẹ việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Ngoài ra, thói quen đi khám răng định kỳ cũng chưa thực sự phổ biến. Một trong những nguyên nhân phải kể đến là chứng sợ nha khoa. Tôi rất ngại khi làm răng gì, tôi sợ cái tiếng máy khoan của bác sĩ lắm. Nghe tiếng thì tôi sợ. Mỗi lần đi làm răng tôi rất sợ bác sĩ tiêm tê vào răng. Chứng sợ nha khoa hay còn gọi là dentophobia được định nghĩa là hội chứng sợ nha sĩ hay các thủ thuật nha khoa. Đây là một nỗi sợ hãi nhiều người đang gặp phải. Điều này khiến họ từ chối đến các phòng khám răng, kể cả khi họ đau răng nghiêm trọng. Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ trong nha khoa, cùng với sự hiểu biết của người dân ngày càng cao, mong muốn của khách hàng khi đến gặp các nha sĩ cũng thay đổi. Bên cạnh việc điều trị để đảm bảo chức năng ăn nhai của hàm răng, thì yếu tố thẩm mỹ cũng được nhiều người quan tâm. Thì nhu cầu làm đẹp cũng rất là nhiều. Thế thì cái hiểu biết của bệnh nhân người ta cũng tăng lên rất là nhiều. Và người ta cũng tìm hiểu làm sao là làm cho cái răng mà vừa đẹp này, không phải mài răng này, và can thiệp nói chung là ít nhất và tự nhiên nhất có thể. Chính những yêu cầu về thẩm mỹ ngày càng cao như vậy đã thúc đẩy đội ngũ nha sĩ, kỹ thuật viên, phòng thí nghiệm vật liệu nha khoa tìm ra những vật liệu thay thế có tính thẩm mỹ
chức năng ăn nhai tốt cũng như độ bền lâu dài. Đầu tiên là con người, gồm bác sĩ làm ở trên lâm sàng và thứ hai là kỹ thuật viên làm ở labo. Thì cái con người là yếu tố tiên quyết. Tại vì dù mình có máy móc, có công nghệ, có kỹ thuật, có các cái vật liệu nhưng mà không có con người thì mình cũng không thể giải quyết được những vấn đề đấy. Quả thực, nhu cầu thẩm mỹ răng để có một nụ cười khỏe đẹp, tự tin là mong muốn của rất nhiều người. Song, việc vượt qua các nỗi sợ hãi về tâm lý là một rào cản lớn khiến họ trì hoãn việc điều trị. Trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày Sau Đặc Biệt ngày hôm nay, một số hình ảnh rất là thường thấy ở trong cuộc sống thôi. Răng chúng ta hay bị ố vàng. Mặc dù là có những người đánh răng rất là đều, chăm sóc bộ răng của mình rất là kỹ và nhiều người là cũng không hút thuốc lá hay là uống trà hoặc là cà phê đâu, mà răng của họ vẫn bị ố vàng theo thời gian. Không biết là chị Trúc Quỳnh có gặp tình trạng như vậy không ạ? Cái tình trạng đó thì đúng là tôi gặp rồi. Chính xác rồi đây. Sau khi tôi sinh xong, tôi là còn không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết một cái gì hết. Mà tự dưng đương nhiên là bây giờ là răng của tôi phải ố đi phải đến 50%. Thì do hỏi bác sĩ là bây giờ làm nào cho nó trắng lại như ngày xưa. Cái màu sắc của chiếc răng ấy nó được cấu bởi hai thứ, đó là men răng bên ngoài và ngà răng bên trong. Càng lớn tuổi thì cái phần ngà răng nó càng bị tối màu đi, cái đấy là không tránh khỏi được, đấy là một cái diễn tiến tự nhiên thôi. Cái thứ hai nữa là lúc mà mình mới thay răng ấy, mình có chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên ấy, thì mà sao nó đẹp thế, bởi vì là cái lúc mà mới hình thành thì bản thân cái răng nó có cái hình thể rất là hoàn chỉnh. Về mặt thời gian ấy, nó sẽ bị ngắn đi do bị mài mòn theo thời gian. Đấy, chị thấy rằng những rìa cắn của chị em thì nó có những cái núm ấy, nhưng mà của mình thì bắt đầu nó bị phẳng đi rồi. Và thậm chí là càng ngày càng ngắn đi. Thì khi càng ngày càng ngắn đi thì cái diện nhận sáng của nó càng ngày càng ít đi. Và cái ngà thì lại tối đi. Do vậy là mình càng cảm giác như cái răng của mình nó bị tối màu đi. Mặc dù là mình đã chăm sóc rất tốt, mình kiêng rất là nhiều thứ có thể gây. Và một điều nữa là xước bề mặt men. Cái đấy thì là chính là những người chăm đánh răng đấy, chăm đánh răng mà đánh răng không đúng cách. Chính mình làm xước bề mặt răng của mình. Và khi xước bề mặt răng nó tạo ra những vi kẽ. Đó, và cái men răng của mình thì cũng theo độ tuổi bắt đầu nó có những cái rạn nứt, nó cũng vết rạn nứt. Và khi mà các cái màu ngoại lai nó thấm vào thì mình không thể làm sạch bằng cách thông thường được. Rất là nhiều người trong xã hội hiện nay thì gặp phải những tình trạng như là răng bị ố vàng này, rồi thì mòn cổ răng, răng nhạy cảm gây nên cái tình trạng ế buốt như chị có vừa chia sẻ. Vậy thì hiện nay cũng xin được hỏi bác sĩ là chúng ta đang có một cái phương pháp nào tối ưu nhất, và đặc biệt là rất nhiều người quan tâm đó là phương pháp đó phải ít xâm lấn để tạo được một cái thẩm mỹ tốt nhất cho hàm răng được không ạ? Cái phương pháp hiện nay mà được rất là nhiều bác sĩ trên thế giới ủng hộ, các hãng nha khoa hàng đầu liên tục ra các thế hệ xứ mới, xứ để làm miếng dán. Liên tục đưa ra những cái cập nhật về chất liệu gắn và liên tục đưa ra những cái giải pháp an toàn sau khi mà mình gắn răng, mình dán răng, thì đã thấy là cái mức độ mà họ đầu tư cho cái phương pháp mới này nó như thế nào. Ở sau một cái thời gian mà liên tục cập nhật và chọn lọc và đưa ra được cái quy trình, thì Dahlia đã đề ra cái giải pháp là Smart Clear. Smart đây là thông minh. Thì cái thông minh này nó nằm ở chỗ nào? Thông minh người ta nằm ở chỗ là như này. Nó có những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất ấy là cái việc sửa soạn hay còn gọi là mài răng rất tối thiểu. Có nghĩa là xâm lấn tối thiểu. Smart veneer nó được tồn tại vì nó rất mỏng thôi. Nó mình có thể cầm như này mình bóp nó có thể là vỡ. Thế nhưng mà nếu nó được đặt hoàn hảo ở trên cái răng và lấy chính cái răng thật của mình làm cái lưng đỡ cho nó thì nó lại cực bền. Nó rất bền. Và cái thứ hai, chính vì là mình sửa soạn mỏng như vậy nên mình không phải tiêm tê. Mình không phải tiêm tê thì mình sẽ hạn chế được cái gì? Những cái nguy cơ do thuốc tê gây ra. Lắm người thì bảo là anh phải tiêm tê cho em đi, em sợ lắm. Nhưng thuốc tê thì chúng ta biết rồi đấy, nó là một thứ mà phải được chỉ định một cách đàng hoàng. Bởi vì có những cái tai biến thuốc tê, ngộ độc thuốc tê đã diễn ra rồi. Và cuối cùng là cái việc xử lý cấp cứu rất là nguy hiểm. Cái thứ ba nữa là trước đây thì về chất lượng sứ ấy, thì khi mà lên được một màu trong một chiếc răng, màu trong chiếc răng thì người ta sẽ phải đắp những cái lớp đè lên nhau. Thì trước đây để làm việc đấy, người ta cần phải mài tương đối nhiều thì mới có đủ cái không gian sứ để đắp những cái lớp lên. Thế nhưng mà hiện giờ thì cái miếng sứ của chúng ta nó khác xa rất là nhiều rồi. Cái công nghệ sứ ép tiên tiến thì người ta
sẵn sàng ép trong một pha thôi, trong một pha ép thôi, người ta đã tạo ra được những cái lớp màu từ phần cổ răng, thân răng đến rìa cắn, ra được hình thể, ra được màu sắc, ra được hình thể một chiếc răng hoàn chỉnh. Cái giải pháp veneer này đưa ra thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được, có nghĩa rằng người bác sĩ vẫn có thể giữ được cho khách hàng của mình cái răng thật, nó vẫn là cái răng thật, không bị mài nhiều, nhưng vẫn cải tổ được cái màu sắc. Vâng, rất là nhiều ưu điểm đã được bác sĩ Ngô Xuân Hưng đưa ra trong phần chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy làm đẹp là một nhu cầu rất là thực tế của con người và là một nhu cầu vô cùng chính đáng. Và hiện nay có rất nhiều giải pháp, và đặc biệt là giải pháp dán sứ thông minh Smart Veneer như bác sĩ vừa chia sẻ là một giải pháp tôi nghĩ là có rất nhiều ưu điểm. Để chúng ta hiểu thêm về giải pháp này thì xin được mời kỹ sĩ Trúc Quỳnh, xin được mời bác sĩ cũng như xin được mời quý vị khán giả để cùng theo dõi phóng sự tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Hàm răng trắng sáng tự nhiên là điều mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Huyền Ngọc, 25 tuổi, cũng không phải là ngoại lệ. Với tình trạng răng hơi khấp khểnh và màu sắc không còn tự nhiên, Huyền Ngọc đã đến gặp nha sĩ để được thăm khám và tư vấn. Mong muốn của Ngọc là bảo tồn răng tự nhiên tối đa và ít xâm lấn. Giải pháp của bác sĩ đưa ra là phương pháp dán sứ thông minh Smart Veneer. Đây là phương pháp sử dụng công nghệ cắt sứ hiện đại, cho phép tạo ra những miếng dán sứ có độ dày chỉ từ 0,3 đến 0,5mm với độ chính xác gần như hoàn hảo. Với độ siêu mỏng, Smart Veneer cho phép dán sứ thẩm mỹ với nhiều ưu điểm giúp bảo tồn răng thật. Hiện nay với xu thế điều trị nha khoa là điều trị bảo tồn và xâm lấn tối thiểu, thì cái việc mà xâm lấn tối thiểu đấy thì cái Smart Veneer này nó đưa ra được những cái tiêu chí đấy. Thứ nhất là nó bảo tồn mô răng tự nhiên. Thứ hai nữa là nó chính xác. Và chính xác thì nó không có gây ra các cái sâu răng tái phát, hoặc là không có bị ngấm nước bọt thẩm mỹ nó được lâu dài, và nó không thay đổi cái khớp cắn của bệnh nhân. Thì cái đấy là cái bảo tồn và nó không có gây ảnh hưởng cho bệnh nhân. Dán sứ là một phương pháp thẩm mỹ nha khoa được thực hiện bởi các nha sĩ và ngày càng được áp dụng rộng rãi cho nhiều trường hợp. Tuy nhiên, riêng với Smart Veneer thì có yêu cầu cao hơn về nhiều yếu tố. Bác sĩ phải rất là có kỹ thuật cao, có kinh nghiệm và có kiến thức về khớp cắn, về men răng, về các cái tổng thể, thì lúc đấy mới đưa ra được một cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh trình độ chuyên môn của nha sĩ, một yếu tố quan trọng khác chính là công nghệ làm ra các miếng dán sứ siêu mỏng. Không phải cái máy nào cũng có thể cắt được những cái veneer mỏng như thế. Tại vì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các cái máy người ta có thể cắt. Nhưng mà cái máy cắt và cái xử lý để làm sao cái miếng veneer mỏng như thế mà nó không bị rạn nứt. Tại vì nhiều lúc nó vi rạn nứt, xong đến lúc gửi bác sĩ một thời gian sau khi gắn vào xong nó nứt rạn, sau mình không biết được. Cho nên là cái xử lý công nghệ tại labo và cái máy móc nó cũng rất là quan trọng. Không chỉ là phương pháp thẩm mỹ, Smart Veneer là giải pháp toàn diện kết hợp ba yếu tố: công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật, tối ưu thời gian và chi phí, giúp nhiều người có trải nghiệm làm đẹp không đau. Trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày Số Đặc Biệt ngày hôm nay, thông qua phần trước của chương trình thì chúng tôi cũng đã được sự tư vấn của chuyên gia y tế của tuần này và đã được hiểu thêm rất là nhiều giải pháp mới liên quan tới việc là làm răng thẩm mỹ, đặc biệt là một phương pháp như chúng tôi vừa mới đề cập, đó chính là dán sứ thông minh, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục có thêm một chuyên gia khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Đề, một chuyên gia nghiên cứu và chế tác vật liệu dán sứ Smart Veneer. Được biết là ông cũng đã có hơn 30 năm trong lĩnh vực này, cũng như là đã có kinh nghiệm đào tạo hơn 1.500 kỹ thuật viên nha khoa, cũng như là nghiên cứu công nghệ chế tác vật liệu về dán sứ. Xin được chào mừng ông đến với chương trình. Rất là nhiều người, như bác sĩ cũng có vừa chia sẻ trong phần trước của chương trình, có nhu cầu làm đẹp về mặt thẩm mỹ cũng như là cải thiện những cái hàm răng của mình. Và công nghệ mà chúng ta đang bàn tới đây đó chính là dán sứ.
tức là thậm chí là khỏi cả cái viêm lợi ở trước đó. Bởi vì sao? Vì cái tính chất mà nó không bám của nó, tính chất trơ của cái miếng smart veneer thì nó đã loại bỏ hoàn toàn cái dư lượng của acid ở trên cái vùng cổ răng. Chỉ có một giải pháp thôi mà lại mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh phải không ạ? Và đặc biệt chúng tôi được biết là giải pháp cũng như là những quy trình công nghệ này hoàn toàn do người Việt chúng ta sáng tạo nên một quy trình như vậy. Rất mong là chuyên gia có thể chia sẻ thêm về yếu tố này. Cũng xuất phát từ cái vấn đề, cái nỗi đau phản ánh từ phía khách hàng đến với các phòng nha và các bác sĩ. Chúng tôi cũng có nhiều các cuộc gặp các bác sĩ nha khoa đã rất là phàn nàn về cái vấn đề của bệnh nhân, của khách hàng. Thì xuất phát từ những điều đó thì nó cũng là cái nung nấu, cũng rất là khát khao và nung nấu và tìm kiếm rất nhiều các cái loại vật liệu. Và cuối cùng chúng tôi đã đưa ra được cái giải pháp này. Những chia sẻ của chuyên gia Vũ Đề trong câu trả lời vừa rồi thì tôi nghĩ là cũng đã giải đáp được tất cả cái băn khoăn thắc mắc của rất là nhiều người bệnh khi mà người ta đến và tìm hiểu liên quan đến một chất liệu và quy trình sản xuất ra chất liệu đó khi ứng dụng vào hàm răng của mình thì có bền vững và an toàn hay không. Và chắc chắn rồi, một cái người mà thường xuyên thao tác cũng như là trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân như vậy thì bác sĩ Ngô Xuân Hưng, ông có cảm giác và những cảm nhận như thế nào khi chúng ta thao tác qua một ca giáng sứ vân ạ? Hiệu quả đến đâu ạ? Từ phòng khám qua đến lab, chúng tôi đều tuân theo cái quy trình để làm sao cho cái miếng sứ được chính xác nhất. Cái miếng veneer nó rất là hay, nó không dán cả dàn được đâu. Nó phải dán theo một cái công thức nào đó. Mà công thức này thì chỉ có bác sĩ với bên lab là cùng một cái teamwork đó thì mới biết được cái đó. Và chính vì là bên lab được tính được cái độ dày mỏng cho các vùng răng chức năng khác nhau, nên do vậy khi mà bác sĩ lắp răng cũng phải lắp theo những cái vùng răng chức năng khác nhau để làm sao cho cái miếng nó được cân xứng và cái tương quan liên hàm, tương quan của cùng một hàm răng nó phải đáp ứng được cái việc sát khít và cái việc mà người ta lắp răng xong ấy, người ta phải sử dụng giống như một chiếc răng thật. Có nghĩa là vẫn dùng chỉ tơ nha khoa, vẫn dùng bàn chải đánh răng, vẫn dùng tắm nước được như bình thường và đảm bảo ở những cái vùng kẽ răng, vùng tiếp xúc giữa hai răng, tránh được hoàn toàn việc sâu răng. Nếu mà mình làm không chính xác là lập tức việc đấy nó sẽ xảy ra. Hoặc là cái việc mà mình áp sát cái miếng veneer mà mình không áp sát được tối đa vào trong cái bề mặt dán của mình thì miếng veneer nó không bền, nó dễ vỡ. Và cái thứ hai nữa là có thể có sự ngấm dịch miệng vào trong cái vùng đó và nó sẽ làm cái miếng nó biến màu đi. Vậy thì trong cái quá trình làm giáng sứ thông minh như vậy thì những cái công nghệ, những cái áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong vấn đề nha khoa đang trợ giúp cho chính các bác sĩ cũng như là người bệnh như thế nào, lợi ích mà họ nhận được ra sao khi mà chúng ta đang có rất nhiều những thiết bị hiện đại, bác sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Suốt quá trình mình thực hiện một cái ca đó thì bệnh nhân hoàn toàn an toàn, bởi vì mình không có can thiệp quá nhiều, không lấy mô quá nhiều và đặc biệt không có tiêm tê hoặc tiêm tê rất hạn chế, nên là cái việc mà an toàn cho người bệnh nhân là nó được nâng lên tối đa. Và cái điều thứ ba nữa là cái cách sử dụng cái cách sử dụng, tức là cái răng cái miếng dán sứ sau khi lên trên bộ răng của mình nó vừa làm đẹp nhưng mà cái việc ăn nhai là hoàn toàn bình thường giống như bộ răng thật mình trước giờ thì nó vẫn thế. Mình sẽ rất nhanh quay trở lại cuộc sống bình thường, tránh những cái phiền toái như đau buốt rồi là hỏng cái răng đấy, bị sang chấn hỏng tủy, bị rối loạn khớp thái dương hàm, bởi vì chúng ta đang bảo tồn cách tối đa cái khớp nhai cũ của khách hàng đó. Đấy là những cái ưu điểm mà smart veneer đem lại. Tôi rất thích cái công nghệ mới này. Vậy thì cho tôi hỏi là với cái công nghệ mới này thì cái tuổi thọ được lâu không ạ? Các hệ sứ hiện tại được chế tác và được rất là nhiều cái cơ quan chức năng của Hoa Kỳ người ta chứng nhận về độ bền cũng như độ an toàn của nó. Thì nếu mà một miếng sứ được dán hoàn hảo trên bề mặt răng thì chị có thể dùng cả đời được. Đó. Bền như vậy. Còn tất nhiên là trong cuộc sống thì không tránh được. Ví dụ như là có những tai nạn nhỏ nhỏ thì việc mà tháo nó ra, dán lại có nghĩa là bảo hành đó, cũng rất là dễ dàng. Đó. Nên là khi mà sử dụng phương pháp này thì nó rất có lợi cho sức khỏe và mọi thứ thao tác trên nó thì thay thế rất là đơn giản, phải không? Rất đơn giản. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ và đây là có lẽ là một tin vui cho những người đang tìm kiếm một cái giải pháp có thể nói gần như hoàn hảo để chúng ta có thể giáng sứ và giúp cho chúng ta có một hàm răng rất là tuyệt vời khi mà cái độ bền của chất liệu này có thể nói sẽ tận dụng được suốt cả cuộc đời. Tất nhiên là chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta ăn nhai, tuy nhiên đây cũng đã là một cái tín hiệu rất là tốt rồi. Và ngay bây giờ để chúng ta hiểu thêm về quy trình của một cuộc giáng sứ veneer thông minh thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số hình ảnh ngay sau đây.
là giải pháp xâm lấn tối thiểu, nên trong quá trình thực hiện phục hình thẩm mỹ Smart Veneer sẽ không cần mất thời gian mài răng, không tiêm tê hay đặt chỉ co nướu như các phương pháp phục hình khác. Do đó, có thể rút ngắn thời gian mỗi lần thực hiện xuống mức tối đa, hoàn thành chỉ sau 2 lần thăm khám và thực hiện. Trong lần thăm khám đầu tiên, khách hàng sẽ được nha sĩ khám tổng quát tình trạng răng miệng, sau đó lấy mẫu răng bằng silicone. Phòng nha khoa sẽ gửi toàn bộ dữ liệu tới phòng labo để thiết kế mặt dán sứ Smart Veneer phù hợp với tình trạng răng của từng người. Sau khi nhận mẫu răng từ phòng nha, nhân viên của labo tiến hành đưa hộp đựng, khuôn và dấu răng vào tủ khử trùng bằng ozone và tia UV. Đây là loại thiết bị chuyên dụng công nghệ cao nhằm khử trùng 100% để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên, nha sĩ cũng như khách hàng. Tiếp theo, bộ phận kiểm soát chất lượng đầu vào tiến hành xác nhận, xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn chuyên môn. Sử dụng kính phóng đại và kính hiển vi hiện đại để rà soát chi tiết mẫu và dấu đầu vào theo các tiêu chí chuyên môn của nha sĩ. Một trong những bước quan trọng của quá trình sản xuất miếng dán sứ Smart Veneer là thiết kế tối ưu hóa về mặt phục hình thẩm mỹ cho từng khách hàng trên công nghệ scan 3D. Cắt CNC chuyên dụng hiện đại trên thế giới trong nha khoa. Bước tiếp theo là tạo khuôn để đảm bảo độ chính xác cao nhất cho sản phẩm về sự sát khít, tiếp xúc hoàn hảo với đường hoàn tất. Công đoạn ép sứ sẽ tạo nên sự liên kết bền chắc của các tinh thể sứ, đem đến độ cứng, độ bền tự nhiên. Đây là quá trình tinh chỉnh thẩm mỹ miếng dán sứ Smart Veneer để tạo nên sự phù hợp hoàn hảo của sản phẩm. Công đoạn này tạo nên sự hòa quyện giữa các tinh thể màu, từ đó tạo ra những hiệu ứng răng trắng sáng tự nhiên. Công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất miếng dán sứ Smart Veneer là kiểm tra chất lượng đầu ra nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn hảo nhất, đáp ứng yêu cầu của nha sĩ. Smart Veneer được chế tạo từ khối sứ nguyên chất trên công nghệ 3D, có màu trắng sáng, độ trong, bóng và độ ánh màu tự nhiên tới hàm răng đẹp và nụ cười rạng rỡ tự tin cho người sử dụng. Khi bộ Smart Veneer được chế tác xong, sẽ được đóng hộp cùng chất gắn và chuyển tới phòng nha. Tại đây, nha sĩ sẽ tiến hành xử lý bề mặt răng để tăng độ kết dính với sứ. Kết hợp với đèn laser, bác sĩ hoàn thiện gắn mặt sứ Smart Veneer lên răng thật của khách hàng. Khi lắp mặt dán sứ Smart Veneer, chỉ phải thực hiện mài lướt một phần men răng ở mặt trước của răng để tạo độ nhám. Mô răng và tủy răng được bảo tồn tối đa và đảm bảo không bị ế buốt khó chịu. Tiếp tục với cuộc trò chuyện với các chuyên gia y tế trong lĩnh vực nha khoa ngày hôm nay, như chúng ta đã biết là chúng ta đang tìm hiểu cũng như là tiếp cận một cái giải pháp rất là mới, đến từ vật liệu, đến từ quy trình, đến từ tay nghề và áp dụng rất là nhiều các công nghệ kỹ thuật hiện đại để giúp cho bệnh nhân có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong một. Và ngày hôm nay thì ngoài nghệ sĩ Trúc Quỳnh đã tới với trường quay F16 của chúng tôi thì còn rất nhiều quý vị khán giả đã tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage đó là VTV2 Chất lượng cuộc sống và mong muốn kết nối với hai chuyên gia y tế ngày hôm nay. Một vị khán giả gửi câu hỏi tới chương trình như sau: thưa bác sĩ, những vấn đề răng miệng nào thì có thể khắc phục bằng phương pháp dán sứ Smart Veneer? Xin được mời ông Ngô Xuân Hưng. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng là có những cái trường hợp mà răng quá khớp khểnh, những trường hợp mà mất răng thì chúng ta không thể làm Smart Veneer được rồi. Răng quá khớp khểnh thì chúng ta muốn làm Smart Veneer chúng ta phải đi chỉnh nha trước để cho cái phần răng của mình tương đối đều. Thì lúc đó thì chúng ta mới làm được Smart Veneer. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là những cái bệnh nhân mất răng, những cái khách hàng mất răng thì có hai giải pháp mới là cắm implant hoặc là làm cầu thì cũng không phải là Smart Veneer được. Đó thì còn tự chung tất cả những cái trường hợp còn lại thì chúng ta đều có thể ứng dụng được, kể cả cho cả hàm thẩm mỹ nhiều răng hay là kể cho cái việc mà làm những cái răng riêng lẻ, đơn lẻ, mà nếu mà nó có việc sứt mẻ giống như là chúng ta vừa nói
hoặc là cái răng đấy nó bị mòn cổ răng, hoặc là nó bị ố, hoặc là bị đổi màu so với những răng khác, thì hoàn toàn chúng ta có thể đáp ứng được cái việc này. À, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Như vậy là đại đa số người dùng có thể sử dụng phương pháp này một cách khá là dễ dàng. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Sau khi dán sứ Smart Veneer thì răng có dễ bị sứt mẻ hay không thưa bác sĩ? Việc răng sứt mẻ thì nó nằm ở một cái yếu tố như này. Là cái miếng sứ được lưng đỡ tốt hay không. Mặc dù miếng sứ cứng, thế nhưng mà nếu nó không được lưng đỡ tốt thì nó rất dễ bị sứt mẻ. Thì cái này nó rơi vào một số trường hợp là một số bạn là thích tạo ra những cái dáng răng phi thực tế. Ví dụ như răng thỏ quá, vuông quá, các bạn sẽ phải rất giữ gìn sau khi làm xong. Để được cái dáng mình mong muốn thì mình phải giữ gìn thôi. Thì cũng một vài những cái mà luôn nhắn nhủ bệnh nhân là sau khi mà hoàn thành ca là với những dáng này thì chúng ta nên kiêng cái gì? Kiêng cắn nhằn. Có một số người là cắn móng tay, cắn khóe móng tay, cắn da môi chết, cắn chỉ. Đó, tất cả những cái gì cắn nhằn là đều rất dễ gây ra việc đấy. Chúng ta vẫn phải nghĩ đến rằng là khi chúng ta làm những kiểu răng răng phi thực tế thì nó hoàn toàn có nguy cơ đấy. Thế nhưng nếu mà chúng ta làm răng răng tự nhiên và cái phần lưng đỡ răng thật của mình mà tốt, đủ tốt thì đương nhiên chuyện này sẽ không diễn ra. Chuyên gia Vũ Đài thì chắc chắn là đây cũng là một cái đau đáu để giải pháp và anh đã suy nghĩ rất nhiều để giải pháp cái này cho bác sĩ rất là nhiều đấy. Vâng, xin được nghe thêm ý kiến của chuyên gia Vũ Đài ạ. Tôi thì không làm trực tiếp cho bệnh nhân bởi vì về phía labo. Tuy nhiên là cái quá trình tôi theo dõi và phối hợp với các bác sĩ thì thấy có cái tình huống, hai tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là như bác sĩ Hưng có nói là khi chế tạo ra cái phần Smart Veneer lại cố tình ra một cái dáng mới mà phần nâng đỡ, tức là vốn dĩ là cái phần răng thật nó ngắn thôi nhưng mà cố tình lại làm dài ra, thì đấy là một cái rủi ro. Cái thứ hai là cái men răng bị quá bở mà có hai tình huống. Một là bác sĩ nếu như là nhiều trường hợp đi làm cái giải pháp veneer thông thường tiêm tê và đánh lừa cái cảm giác lúc bấy giờ và lại mài và xâm lấn mất đi cái lớp men, thì chính vì như vậy thì cái miếng veneer bám vào lại là ngà răng thì cái miếng veneer rất dễ bị bong. Bởi vì sao? Cái phần ngà răng nó rất yếu, như vậy là cái lực tác động đủ mạnh là nó sẽ bị bong. Cái thứ hai là trong cái trường hợp mà men răng của bệnh nhân mà bị bở mà lại không làm hết cái lớp bở ở bên ngoài, tức là cái lớp mủn ấy, không làm sạch cái mủn, thì cái miếng Smart Veneer vẫn có cái nguy cơ là bị bong. Như vậy thì trong trường hợp này thì chúng tôi cũng đã tọa đàm và trao đổi với các bác sĩ thì đã tìm ra cái giải pháp là phải làm sạch cái lớp mủn đấy, nhưng tuyệt đối là không được lấy hết lớp men đấy. Như vậy thì đấy chính là rất an toàn. Và thứ hai nữa là phải làm sao cá nhân hóa, có nghĩa là cái miếng Smart Veneer vẫn dựa trên nền tảng của cái hình thái răng cũ của khách hàng để tạo ra một cái sự đẹp đẽ và long lanh hơn những cái gì đang có, chứ không phải là tạo ra một cái mới mà lại khác hẳn, là không phải là một cái bộ răng của vốn dĩ của cái chị hay của cái anh khách hàng đó. Vâng, không những là đẹp mà còn phải phù hợp với thực tế của từng cá nhân nữa, là đây là điều mà cái giải pháp mà chúng ta đang hướng tới, phải không ạ? Chúng ta đang đến với những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi, không biết là nghệ sĩ Trúc Quỳnh còn có băn khoăn hay là cái thắc mắc nào muốn hỏi hai chuyên gia y tế của chúng tôi nữa hay không ạ? Cái thắc mắc của tôi thì đã được hai chuyên gia giải đáp rồi, đó là trước tiên là không bị xâm lấn này, rồi là không bị tiêm tê ảnh hưởng này, và cái tiếp theo đó là nó được bền mãi mãi. Thưa hai chuyên gia, là khi mà làm cái công nghệ mới này thì có lưu ý gì trong việc chăm sóc không ạ? Sau khi làm xong thì người ta nói là bền của bền tại người, đúng không chị? Vâng. Cái chế độ chăm sóc là phải có. Thế tuy nhiên là nó cũng không quá hà khắc, nó cũng không quá khó khăn gì. Chị chỉ cần chăm sóc nó y chang như chăm sóc một bộ răng thật thôi. Vâng. Đó có nghĩa rằng là dùng bàn chải này, dùng chỉ tơ nha khoa, dùng tắm nước theo hướng dẫn của nha sĩ. Có một điều không nên quên nữa, phải đi khám định, đến phòng nha khám định kỳ. Tôi có thể nói thêm một cái ý để chị yên tâm là đối với Smart Veneer là nó ở thể trơ, cho nên là nếu như rất nhiều người có cái thói quen là uống trà hay cà phê hay là những cái thức ăn mà có màu ấy, thì tuyệt đối là nó không phải lo nghĩ là nó bị bám màu, bởi vì nó là thể trơ, nó lại không bám như răng thật. Thì cái điều này là một cái điều cũng rất bất ngờ với rất nhiều người đã từng sử dụng,
và họ rất là sung sướng về cái điều đó. Vâng, như vậy đây cũng là một thông tin vô cùng hữu ích, bởi vì là rất nhiều người gần như sẽ không bỏ được cái thói quen uống trà, cà phê hoặc là hút thuốc lá của mình, phải không ạ? Tuy vậy là bởi vì cái tính chất của miếng răng sứ như vậy nên hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm là sẽ không bị tác động. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị chuyên gia trong phần chia sẻ vừa rồi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trúc Quỳnh. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số hình ảnh lưu ý để chúng ta sẽ có một số thông tin và lời khuyên hữu ích để chăm sóc răng tốt hơn. Một số lưu ý cần nhớ sau khi dán răng sứ. Nên phân chia lực cắn vào cả hai bên hàm, tránh sử dụng nhiều ở một bên. Đặc biệt, nên hạn chế đồ ăn ngọt, dai, cứng, không dùng răng để mở nắp chai, xé bao bì hay cắn móng tay. Nên chăm sóc răng miệng thường xuyên để có thể bảo vệ khoang miệng. Lưu ý là nên dùng bàn chải mềm đánh răng 2 lần mỗi ngày và dùng chỉ nha khoa, tăm nước để loại bỏ thức ăn thừa ở các kẽ răng. Dùng nước súc miệng để làm sạch mảng bám trong khoang miệng. Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh để đảm bảo tuổi thọ của mặt sứ và sức khỏe răng miệng. Nên tránh uống nước màu sẫm để đảm bảo độ bền, đẹp của răng. Không nên hút thuốc lá để tránh gây hại cho răng. Sau khi dán răng sứ, nên đi thăm khám định kỳ để được tư vấn kiểm tra về răng và độ bám keo. Đồng thời, cần đến gặp bác sĩ ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Ngô Xuân Hưng, chuyên gia Vũ Đề và nghệ sĩ Trúc Quỳnh đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng là thông qua rất nhiều thông tin mà các chuyên gia cũng như nghệ sĩ đưa ra trong chương trình thì mỗi một quý vị khán giả xem truyền hình thông qua chương trình này sẽ có một giải pháp tối ưu cho việc là hoàn chỉnh cái hàm răng thẩm mỹ của mình một cách đẹp nhất, qua đó thì có một chất lượng cuộc sống tốt hơn và sự tự tin cũng như là sự đáng yêu ở trong cuộc sống, phải không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt tuần này cũng xin được kết thúc. Quý vị hoàn toàn có thể theo dõi lại chương trình thông qua ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.